qua ấn liên hoàn này, ấn tiếp này, chuyển qua này, đợi ấn tiếp này, chuyển qua ấn tiếp này. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Võ Thuật của Toản. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một kỹ thuật dành cho người Việt Nam, dành cho những người mà yếu nhé. Tức là một số cái kỹ thuật này nó liên quan đến dành cho những người nhỏ con này, những người yếu ớt và những người con gái nhé. Thành thử ra các bạn, mỗi người sẽ có một cái lối đánh riêng và mỗi người sẽ có một phong cách riêng, và có những đòn rất chi là mạnh, có những đòn rất chi là nhẹ, và những cái đòn mà sở trường của những người to cao và những đòn sở trường của những người nhỏ con. Thì sau đây mời tất cả các bạn tham khảo một kỹ thuật dành cho người nhỏ bé và những người mà thường xuyên, mà nói chung là một là con gái, hai nữa là người nhỏ bé mà không có lực, mà lực của người ta rất ít nên thường xuyên là bị ăn hiếp nhá. Thì cái đòn này các bạn nên, thứ nhất nên tham khảo để có thể vừa tập luyện ở nhà và có thể áp dụng được trong cuộc chiến nhá. Không có cần biết là người ta tấn công mình bằng cái đòn nào. Đấm lên này. Đây, cái đòn này gọi là đòn đấm liên hoàn. Thì không cần biết là đối phương cận chiến với mình, áp dụng trong cận chiến nhá. Cái đòn này nó rất chi là lợi hại trong cận chiến, thành thử ra nó có gốc rễ là từ Vịnh Xuân Quyền. Các bạn phải hiểu gốc rễ là từ Vịnh Xuân Quyền thì chúng ta có thể biến hóa được ra. Bên Cung Phu Thì Quyền Đạo là cũng có gốc rễ để lấy từ các kỹ thuật của Vịnh Xuân, thì mình áp dụng ra mình tập cận chiến này. Không cần người ta đấm thẳng vào mặt mình hay đấm vòng ngoài vào hay đòn đấm nào ấy, cứ tấn công này này. Đó, gạt đi thì cái đòn tiếp theo là chúng ta đánh vào trung tâm giữa mặt này. Chúng ta đánh liên hoàn. Thì cái đòn yếu của người phụ nữ này, đòn yếu của những người ví dụ như là người yếu này, người nhỏ con này, 40-50 kg này, thì đòn của người ta, lực của người ta nó ít. Thì liên tiếp ra đòn như vậy thì chúng ta sẽ thứ nhất này, anh lên này. Liên tiếp ra đòn như vậy thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đòn nó sẽ bằng một đòn mạnh của những người to con. Ví dụ những người uy lực người ta chỉ đấm một đòn là out, nhưng mà đây mình ra 10 đòn liên tiếp thì nó hiệu quả bằng 10 đòn, người ta sẽ out đối phương. Thì cái hay là hay ở chỗ đó nha các bạn. Từ ngoài ra đánh được vào vùng mặt này, tấn công anh em này, đấm vào vùng mặt thì chúng ta có thể chuyển qua, chúng ta đánh vào huyệt dưới chân thủy này, màng sườn này, huyệt nhũ căn này, tấn công anh em này. Ngoài ra chúng ta có thể đánh vào cổ này, nếu đối phương tấn công tiếp này, chuyển quả đánh này, thì nó có thể biến hóa được ra này, lên này em, đỡ này, đỡ tiếp này, chuyển qua đánh này, liên hoàn này, đấm tiếp cái kia em, chuyển qua đấm liên hoàn này, đấm tiếp này, chuyển qua này, rồi đấm tiếp này, chuyển qua này, đấm tiếp này, chuyển qua, đấm tiếp này, chuyển qua này, rồi đấm tiếp này, đó. Thì cái đòn này là tất cả các đòn này là chúng ta phải biến hóa thành nó thành một cái kiểu dạng là đấm liên hoàn. Để đây chúng ta bây giờ chúng ta tập luyện này, hai người tập với nhau tập bàn sàn này, đấm này, một này, rồi tiếp tục này, hai này, tiếp tục này, di chuyển chân này, các bạn di chuyển chân này, gạt tay đối phương đi, di chuyển chân này, rồi tiếp tục em, di chuyển chân này, di chuyển chân này, các bạn để ý cái chân của mình nhé, để ý này. Lúc nào có một cái chân trên trên dưới này, đó, lúc nào có chân trên trên dưới lên này, chân trên trên dưới này, lên này, đó, lúc nào cũng có tiếp đất chân trên trên dưới như vậy để làm cho tấn pháp chúng ta nó vững hơn. Và cái phương pháp tập luyện này thì chúng ta tập trung đánh vào một điểm này, lên này, chúng ta tập trung đánh vào một điểm, chúng ta đấm lung tung như vậy nhé, nhiều bạn đấm lung tung như vậy còn là không hiệu quả, chúng ta chỉ đánh vào đúng, tập trung đánh vào một điểm thôi. Đây, ở giữa mặt là giữa mặt, rồi lên đây. Chân thủy là chân thủy, đánh đúng một điểm thôi. Tiếp tục là chuyển qua đánh bằng sườn vậy, đánh đúng một điểm thôi. Vào mang tay vậy, thái dương vậy, đánh đúng vào một điểm của đối phương thì cái sự hiệu quả của kỹ thuật sẽ cao hơn. Và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn được các bạn tập luyện. Nếu mà không có người tập thì chúng ta tập luyện là như vậy này. Đây, mình sẽ hướng dẫn bạn qua với cái bao cát của mình. Đấy, đây là cái bao cát đây. Thì mình hướng dẫn bạn tập luyện nhé. Các bạn đứng giữa bao cát, hai chân đứng giữa bao cát, các bạn tập luyện đấm này. Tập trung đấm vào một điểm này. Đó, đánh vào một điểm. Mới đầu là tập trung người như vậy. Sau đó các bạn nếu quen tay thì các bạn phải để tốc độ lên này. Quen tay nữa là để tốc độ lên này. Đó.
các bạn phải nhớ là như vậy nhé. Khi chúng ta đã quen tay thì chúng ta phải đẩy được cái tốc độ lên thì cái sự hiệu quả trong lúc mà tập luyện nó mới lên được. Chứ các bạn mà đấm thì cái kỹ thuật này mình sẽ phân tích cho các bạn tập luyện sao cho nó dễ và hiệu quả nhất. Thì các bạn căn cái cằm của mình làm tâm rồi mình đánh vào cái điểm ngang cái cằm của mình. Đấy, đây. Một tay thủ ở dưới, tay thủ ở phía trên. Hai tay đi theo đường tròn, tay dưới đưa lên, tay trên thu về. Tay dưới đánh lên thì tay trên thu về. Tay dưới đánh lên, tay trên thu về, đi theo đường tròn mà hai tay nó không đụng vào nhau. Hai tay nó phải đi đường tròn thì nó mới không đụng, với hai tay mà đấm như thế này đấm vào nhau à. Thì tay dưới đấm lên thì tay trên phải thu về. Đi theo đường tròn. Một cái đường tròn này gọi là đường tròn hình elip nhé các bạn. Đường tròn hình elip. Chứ không phải tròn chữ O nhé. Tròn chữ O nó khác, hình elip là nó giống như cái hình xích xe đạp, vòng xích xe đạp xe máy của bạn hay chạy ở ngoài đường á. Vòng xích xe đạp xe máy của chúng ta đó là đường tròn hình elip á. Thì chúng ta áp dụng vào. Nếu mà bạn nào mà học toán thì bạn sẽ dễ hình dung ra hình elip. Nhưng mà đây nhiều bạn chưa có khả năng là lớn tuổi hoặc là nhỏ quá chưa hình dung được ra cái đường tròn hình elip thì mình sẽ hướng dẫn là như vậy nhé. Đây, đường tròn hình elip này. Đó, các bạn thấy chưa? Cái đường tròn hình elip chưa? Đó, hai tay là không bao giờ đụng nhau. Nếu trong lúc các bạn tập luyện mà hai tay nó chạm vào nhau, nó đấm vào nhau là các bạn sai kỹ thuật nên sửa lại. Bởi vì sai kỹ thuật rất nguy hiểm, mình tự đấm vào mình nó đau mình trước ra là không hay nhé. Thì mình muốn hiệu quả thì mình phải tập đấm vào một điểm thôi. Tập trung đánh vào một điểm. Không đánh nhiều, đánh đúng một điểm. Trong lúc tập luyện là nhiều bạn bị chấn thương là do bị chảy ra tay. Thì 10 bạn tập luyện sẽ có một bạn 9 bạn là bị chấn thương là do sai kỹ thuật. Thì mình cũng hướng dẫn tại sao là bị sai kỹ thuật mà dẫn đến chấn thương tay này. Thứ nhất là các bạn đấm tay các bạn miết bao như vậy. Đấm liên hoàn miết bao như vậy. Thì các bạn 1-2 lần thì nó không bị chảy, nhưng mà các bạn đấm cả trăm lần như vậy thì nó sẽ bị chảy ra tay. Bởi vì các bạn chà nó hồi quay lại ra tay mất hết rồi, chảy hết mà các bạn không biết. Và đảm bảo ngày mai các bạn không đấm được nữa, bởi vì khi mà ra tay nó mất đi là bắt đầu nó máu nó ra rồi, bắt đầu mai bắt đầu nó khô á, chạm vào là đã đau rồi, là các bạn chắc chắn là không tập được. Thì chỉ có những người có kinh nghiệm trong dạy võ và kinh nghiệm trong lúc luyện tập thì mới biết được là sai ở chỗ đó. Chứ ngoài ra nhiều người sẽ không có hướng dẫn và không có chỉ cho các bạn đó. Các bạn lên trên mạng các bạn xem bao nhiêu người dạy bình chuôn hay các kỹ thuật này kỹ thuật kia, không có ai mà hướng dẫn là tại sao là bị chấn thương, tại sao là bị lỗi kỹ thuật là do như vậy. Và tiếp theo nữa, để cái hiệu quả nữa là các bạn không được đấm, không được đẩy bao đi như vậy. Cứ đẩy bao, cứ ấn bao đi như vậy là không được. Và cái sự hiệu quả về tốc độ nó không có. Quan trọng nhất là kỹ thuật này là tốc độ. Tốc độ ra đòn phải nhanh và chính xác. Thì các bạn mà đấm như thế này là không có tốc độ. Mà rất nhiều người là tập như vậy, bởi vì mình có rất nhiều học trò nên mình biết được nhiều người tập như vậy mình đã sửa rồi. Và nhiều người bị chảy ra tay thì mình cũng sửa rồi. Tất cả các ai mà bị chấn thương mình đều sửa hết. Thì 10 người tập thì đã bị 9 người miết là như vậy. Thì gần miết nhẹ như vậy là đã bị chấn thương. Thì các bạn phải hiểu được trong cái lúc tập luyện là nó sẽ có chấn thương mà mong rằng các bạn đừng có nản. Nếu mà các bạn sai thì các bạn sửa, không có gì hết. Mà các bạn mà tập luyện mà các bạn cảm thấy nó bị khúc mắc chỗ nào các bạn nhớ là comment ở bên dưới video để cho mình giải đáp cho các bạn. Và các bạn không hiểu chỗ nào thì các bạn comment, hoặc các bạn tốt nhất là đừng có gọi điện cho mình sợ lắm. Gọi điện là ai cũng gọi cả 12 giờ đêm hoặc 1 giờ sáng vẫn gọi, mà sáng sớm mình chưa ngủ dậy cũng gọi luôn, sợ lắm. Thôi các bạn cứ comment bên dưới video cho mình là được rồi. Dành thử ra có gì thì các bạn thấy video này hay bổ ích thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Và luôn luôn là các bạn like và chia sẻ để kênh võ thuật ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhé.